Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Lợi ích và tác hại khi bạn thường xuyên ăn cay, ai cũng nên biết để bảo vệ sức khỏe. Chất cay vừa có ích với sức khỏe nhưng cũng gây ra nhiều tác hại khôn lường nếu bạn ăn cay quá mức. Lợi ích khi bạn ăn cay. 1. Giúp bạn phòng chống cảm lạnh. Nếu bạn thường xuyên ăn các loại ớt, sa tế cay có đầy đủ các vitamin A, vitamin C có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí có thể giúp cơ thể chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Chính vì vậy, nếu bạn thường xuyên ăn cay sẽ làm tăng thân nhiệt cho cơ thể, tăng sức đề kháng hiệu quả. 2. Tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Khi bạn thường xuyên dùng các loại thức ăn cay chính là chúng sẽ tác động không nhỏ đến dòng EO của bạn. Chính vì vậy, bạn có thể sử dụng nhiều thức ăn cay một chút nếu muốn số đo dòng EO của mình được cải thiện. 3. Giúp chữa bệnh và chống ung thư. Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, nếu bạn thường xuyên ăn cay hàng ngày hoặc các ngày ăn một lần, giảm 14% nguy cơ tử vong sớm vì bệnh tật, đặc biệt là ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp, so với những người thường xuyên ăn cay. Tác hại của việc ăn cay. 1. Làm chứng ư nóng trầm trọng hơn. Nếu bạn ăn cay quá nhiều sẽ gây ra các chứng ư nóng hoặc lót dạ dày, nhưng việc ăn cay thường xuyên có thể sẽ làm cho hai triệu chứng này tồi tệ hơn. Đặc biệt, nếu bạn bị chứng trào ngược dạ dày, bạn nên cắt giảm vị cay trong khẩu phần ăn của mình. Nếu bạn hay gặp phải chứng ư nóng, hãy làm dịu cảm giác khó chịu này với một cốc sữa chua hoặc kem để trung hòa những gia vị cay này. 2. Dễ gặp vấn đề về tiêu hóa. Khi bạn thường xuyên ăn ớt cay sẽ gây ra những rắc rối mà chúng gây ra cho đường ruột. Bởi vị cay đóng vai trò như một chất kích thích, nó có thể tác động đến đường ruột của bạn. Vị cay giống như một loại thuốc nhuận tràng, và do vậy một số người sẽ có nguy cơ bị tiêu chảy khi dùng các loại thức ăn cay. 3. Làm giảm vị giác của bạn. Khi bạn thường xuyên ăn các thực phẩm cay sẽ làm cho vị giác của bạn sụt giảm dần theo thời gian. Chính vì vậy, bạn hãy cẩn thận khi tăng nồng độ vị cay nếu bạn lên kế hoạch thưởng thức các món cay yêu thích của mình trong nhiều năm tới. Tốt nhất là hãy sử dụng chúng ít hơn để bảo vệ sức khỏe của mình. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.